Báo Công an Nhân dân vạch trần chiêu trò những kẻ mạo danh tu hành ở tỉnh thất Bồng Lai. Như pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án hình sự xảy ra tại nơi được những người này gọi là tỉnh thất Bồng Lai. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 tới đây và do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa. Mới đây, fanpage có tích xanh của báo Công an Nhân dân bất ngờ đăng tải dòng thông tin những kẻ mạo danh tu hành ở tỉnh thất Bồng Lai để trục lợi như thế nào. Ngay lập tức, chủ đề đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng và dư luận. Theo đó, đằng sau những vi phạm dẫn đến việc bị khởi tố, Lê Tùng Vân còn cầm đầu một nhóm người mạo danh tu hành nuôi dưỡng trẻ mồ côi nhằm kêu gọi Phật tử ủng hộ tiền tài vật chất suốt thời gian qua. Mặc dù được cơ quan điều tra cho tại ngoại vì tuổi già sức yếu, song ông Lê Tùng Vân vẫn có hành động coi thường pháp luật. Cụ thể, người này tự ý rời khỏi xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lên thành phố Hồ Chí Minh làm căn cước công dân mà không trình báo với công an hoặc chính quyền địa phương. Sau quá trình điều tra cũng như kiểm tra nội dung video tỉnh thất Bồng Lai đăng tải, nhiều nội dung video thu thập được có dấu hiệu xúc phạm phỉ báng Phật giáo. Cụ thể, trong một video trên tài khoản Năm Chú Tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ có tên Năm Chú Tiểu Phần 2, Người Lớn Mừng Tuổi Thầy Ông Nội ngày mùng 1 Tết, đăng ngày 2 tháng 7 năm 2019, Lê Tùng Vân liên tục có những lời lẽ xuyên tạc phỉ báng Phật giáo. Đáng chú ý còn có đoạn Lê Tùng Vân nói xấu Thượng Tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gây bức xúc dư luận. Hay tại một video khác, ông Lê Tùng Vân sắm vai Phật Hồng Hạc Vân Du đã có hành vi mạo danh Đức Phật, xuyên tạc giáo lý và xúi dục mọi người không tôn trọng pháp luật Phật giáo. Trước khi lập ra cơ sở tỉnh thất Bồng Lai, Lê Tùng Vân cũng đã lập ra cơ sở nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau đó đối tượng này đã bị chính quyền địa phương phát hiện và bắt buộc đóng cửa. Tuy nhiên, Lê Tùng Vân vẫn chưa nguôi ngoài ý định. Sau khi hợp tác với Cao Thị Cúc, Lê Tùng Vân nhận thấy cơ hội đánh bóng tên tuổi cơ sở trái phép của mình. Ông đã đưa cô gái Huyền Trân, khi ấy được giới thiệu mới 12 tuổi và đến từ tỉnh thất Bồng Lai. Sự bịp bợm ấy đã qua mặt được nhà đài, chiếm được sự yêu quý từ rất nhiều khán giả, huấn luyện viên và những người dẫn chương trình. Ngoài ra, những người tại cơ sở này còn tham gia thách thức danh hài để thu hút hàng triệu khán giả theo dõi, cũng như lôi kéo tình cảm của dư luận. Lê Tùng Vân còn chỉ đạo Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên cắt ghép dàn dựng video đăng tải lên mạng xã hội nhằm kêu gọi nhận tiền từ thiện của khán giả trong và ngoài nước suốt một thời gian dài. Theo nguồn tin của pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, để chuẩn bị cho phiên xét xử sơ thẩm ngày 30 tháng 6, tòa án đã gửi giấy triệu tập đối với 16 nhân chứng, trong đó có 7 cán bộ công an huyện Đức Hòa, một cán bộ công an thị trấn Hậu Nghĩa huyện Đức Hòa. Ngoài ra, trong vụ án này còn có một đối tượng khác là Lê Thu Vân hiện đã đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan an ninh điều tra chưa tìm được nên đã ra quyết định tách vụ án hình sự với đối tượng này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Riêng về thẩm quyền xét xử, tòa án cấp huyện được xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ một số tội như tội xâm phạm an ninh quốc gia. Đồng thời, Điều 269 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 có quy định tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là tòa án nơi tội phạm được thực hiện. Luật sư Lê Văn Hoang, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bị can trong vụ án trên bị truy tố theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt 2 đến 7 năm tù, tội phạm nghiêm trọng và nơi tội phạm được thực hiện là huyện Đức Hòa. Vì vậy, vụ án trên thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân cấp huyện theo Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An truy tố các bị can ra Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa là phù hợp.